Anh Thế ơi, hiện tại có những AI nào tạo hình ảnh miễn phí mà chất lượng cao hay không anh? Hiện tại em đang sử dụng một số AI tốn phí cao quá. À, xin được chỉ. Ok, hôm nay với một số yêu cầu của một số bạn trên kênh cũng như là một số yêu cầu của những cái bạn học viên cũng như là yêu cầu của một số anh chị trước đó có nhờ mình chỉ cho mọi người những cái con AI để tạo ra hình ảnh, thì trong video này Thế chia sẻ cho mọi người top 6 AI hiện tại nó đang hỗ trợ cho chúng ta tạo hình ảnh hầu như là miễn phí cho chúng ta và sẽ rất là tuyệt vời với cái việc là sử dụng ChatGPT để tạo ra những câu lệnh để tạo ra hình ảnh. Và ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người 6 con AI đó. Trong cái phần nội dung video này mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta làm sao để tạo ra được những cái gợi ý ra những cái nội dung vẽ ảnh như thế này bằng ChatGPT, được chưa? Sau đó mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta sử dụng ChatGPT viết ra những dòng lệnh cực kỳ hay như thế này. Nếu anh chị không biết cái lệnh nhắc nhở, mình sẽ chỉ cho mọi người từng câu chữ như thế này để chúng ta có thể tạo ra nội dung và chúng ta có thể đưa nội dung vào cho ChatGPT hỗ trợ cho chúng ta hoàn toàn miễn phí. Làm sao để nhờ ChatGPT tạo ra chúng ta những cái tấm ảnh hoàn toàn miễn phí trên nền tảng này một cách cực kỳ nhanh chóng và cực kỳ đẹp. Và mình còn chỉ cho mọi người những cái con AI tiếp theo để giúp cho anh chị có thể vẽ ra những cái tấm ảnh hoạt hình, những cái tấm ảnh sản phẩm và những cái nội dung cực kỳ đẹp và chân thật ở trong khu vực này. Mình chỉ cho mọi người những cái AI kết hợp với nhau. Còn ngoài ra mình sẽ chỉ cho mọi người những cái con AI khác hoàn toàn miễn phí để tạo ra những cái tấm hình cực kỳ đẹp và sinh động như thế này, hoàn toàn miễn phí luôn. Bên cạnh đó mình sẽ chỉ cho anh chị nào mà yêu thích về Phật pháp hay là những cái nội dung về tôn giáo, chúng ta có thể dùng một AI tiếp theo để vẽ tất cả những cái loại ảnh. Ngoài ra mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta vẽ tranh về tranh sơn dầu. Bên cạnh đó mình còn chỉ cho mọi người vẽ một số cái kiểu ảnh khác mà chúng ta sẽ sử dụng bằng AI để tạo ra. Top 6 AI hiện tại đang rất là VIP và có rất nhiều anh chị chưa biết. Chỉ đa số chúng ta biết một hai con thôi. Và ngày hôm nay nếu anh chị bỏ lỡ cái video này thì rất là tiếc ha. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta thực hành và áp dụng ngay hoàn toàn miễn phí nhé. Bấm vào xem hết video này để chúng ta bắt đầu tìm hiểu thôi. Let's go. Rồi ok, thì đầu tiên các bạn sẽ mở ChatGPT lên ha. Chúng ta sẽ truy cập vào ChatGPT, thì ở trong khu vực này các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái nút là tạo hình ảnh này. Chúng ta sẽ click vào đây. Nó sẽ bắt đầu cho chúng ta những cái gợi ý là tạo hình ảnh cho bài thuyết trình của tôi hoặc là tạo hình ảnh về thú cưng của tôi. Chúng ta có thể click vào đây nè. Thì bắt đầu nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái đoạn hội thoại để gợi ý cho mình, được chưa? Thì như thế này thì một số anh chị chúng ta đã biết cách làm, tuy nhiên có rất nhiều anh chị chúng ta sẽ không biết cái cách để tạo ra một cái bộ ảnh như thế nào cho nó hoàn chỉnh, đúng không? Ví dụ như bây giờ anh chị muốn viết một cái nội dung về một cái câu chuyện thì chúng ta sẽ cần tạo ra những cái bộ ảnh chi tiết như vậy thì làm như thế nào? Rồi ok, thì trong cái khu vực chat á, mọi người sẽ yêu cầu ChatGPT viết cho tôi một câu chuyện về hành trình chạy đua của rùa và thỏ, được chưa? Trong khu rừng và mỗi đoạn hội thoại như vậy phải gợi ý cho tôi một cái lệnh nhắc nhở chi tiết để vẽ hình ảnh. Ok, trong cái phần ô chat này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ điền một cái dòng lệnh vào và lệnh này mình có để dưới phần mô tả luôn. Viết cho tôi một kịch bản kể chuyện rùa và thỏ trong một khu rừng hoang đang đua nhau, đúng không? Rừng hoang đang đua nhau, từng phân cảnh sẽ gợi ý chi tiết lời nhắc nhở thật thật chi tiết để vẽ nội dung của cái đoạn hội thoại đó. Các bạn sẽ gửi cái dòng lệnh này đây, được chưa? Chúng ta có thể thay đổi là cái dòng lệnh một tí cũng được, thì như vậy nó đã cho chúng ta ra những cái gợi ý này mọi người, lời dẫn, đúng không? Sau đó nó sẽ cho chúng ta một đoạn hội thoại. Nếu anh chị không biết cách chúng ta viết lệnh, đúng không, thì cái đây là cái cách tốt nhất cho anh chị ha. Thì cách thứ nhất là mọi người phải dùng cái cách này để nó chạy ra cho chúng ta tất tần tật những cái nội dung về hình ảnh. Anh chị có thể yêu cầu nó là dịch tiếng Anh đó, ra lệnh cho nó là dịch tiếng Anh. Chỉ cần mọi người yêu cầu tiếp tục một từ nữa đó là dịch tiếng Anh thì tất cả mọi nội dung của chúng ta nó sẽ biến tất tần tật hết mọi thứ về tiếng Anh, được chưa? Rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi, đây là cái cách thứ nhất để giúp cho anh chị có được lệnh prompt để chúng ta dùng cho tất cả mọi cái cách tạo hình ảnh. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta dùng AI để vẽ ảnh và mình sẽ chỉ cho mọi người rất nhiều AI khác nhau. Mỗi AI nó đều có cái tính năng đặc biệt và hay của nó, thì mình sẽ tìm ra những AI nào hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh chị để chúng ta học tập cho nó tiết kiệm. Bây giờ đầu tiên là mọi người sẽ copy cái dòng lệnh ở đây nè. Nếu anh chị đang dùng ChatGPT bản miễn phí thì mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta sử dụng tối đa tạo ra 3 tấm ảnh, đúng không? Thì mọi người thử nghiệm ở trong khu vực này, chúng ta copy cái dòng lệnh này, được chưa? Chúng ta sẽ thả xuống phía dưới này nè, mọi người sẽ thêm một cái từ khóa giúp mình là create image 16.9, đúng không? Rồi chúng ta sẽ thả vào đây, chỉ có ChatGPT thì mọi người mới cần phải tạo ra cái lời thoại ở đây. À, thì nội dung này mình để dưới cái phần mô tả luôn cho mọi người để cho chúng ta học tập cho nó tốt nhất, được chưa? Anh chị copy vào giúp mình, gửi cái dòng lệnh này đây. Rồi bây giờ anh chị sẽ xem nè,
Ngay lập tức hệ thống của AI ChatGPT bắt đầu hỗ trợ cho chúng ta tạo ra hình ảnh. Anh chị dùng bản miễn phí mỗi ngày nó cũng cho chúng ta tạo ra được 3 tấm nha. Nếu anh chị muốn vẽ mỗi ngày 10 tấm ảnh thì sao? Thì chúng ta tạo ra 2-3 tài khoản email đăng nhập vào, hiểu không? Rồi ok, anh chị thấy hình đẹp chưa? À, chú rùa và chú thỏ chuẩn bị tranh đua nhau. Được chưa? Nếu anh chị mà biết cái cách sử dụng trên ChatGPT rồi thì đây là cái điều kiện lý tưởng nhất cho chúng ta bắt đầu sản xuất nội dung hay. Làm sao để biến nội dung này thành video để kiếm tiền thì cái cách đó nó sẽ là những cái bước tiếp theo. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người top những AI đang hỗ trợ tạo hình ảnh miễn phí cực kỳ đỉnh như thế này. Hoàn toàn cho chúng ta để cho chúng ta tiết kiệm một lượng chi phí ban đầu, đúng không? Rồi, thứ nhất mình muốn chỉ cho mọi người đó là cái công cụ ChatGPT, được chưa? À, một công cụ đầu tiên và rất là tuyệt vời đó là công cụ ChatGPT. Thì đường dẫn này mình có để dưới phần mô tả luôn cho anh chị, chúng ta click vào đăng ký miễn phí nha mọi người nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một AI số 2. AI nó có tên là Grimina Cupcake nha mọi người. Cái đường link mình có để dưới phần mô tả cho anh chị chúng ta tiện kích vào. Thì đây cũng là một trong những AI rất là xịn sò để hỗ trợ cho anh chị tạo ra tất cả những cái content hình ảnh như thế này, được chưa? Và nếu anh chị nào chúng ta muốn thiết kế hình thì chúng ta làm sao? Thì trong khu vực này các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản. Ở trong khu vực này nè, mình sẽ thoát ra nè. À, mình đã có tài khoản rồi. Bây giờ ở đây nó sẽ có cái nút đăng nhập, thì chúng ta chỉ cần bấm nút đăng nhập vào thôi. Đấy, chích vào đây chúng ta sẽ chọn đăng nhập với lại Gmail luôn cho nó nhanh, tiết kiệm thời gian nha. Chúng ta bấm vào nút tiếp tục. Đây là AI thứ hai mình muốn chia sẻ cho mọi người. Rồi tới đây nó hỏi chúng ta ngày tháng năm sinh thì chúng ta sẽ điền thông tin vào đây thôi, được chưa? Rồi cái này thì chúng ta cứ điền thông tin vào đây. Sau khi chúng ta tạo tài khoản xong thì mọi người thấy đây là cái giao diện để chúng ta tạo hình ảnh nè. Ở trong cái mục này nó sẽ có một cái mục là Tag Image to Image, chúng ta click vào đây. Được chưa? Thì anh chị muốn thiết kế hình ảnh theo cái cách thức của chúng ta thì mọi người có thể tải một cái tấm ảnh ở trên trên màn hình của chúng ta đã có sẵn. Anh chị muốn thiết kế cái kiểu ảnh nào đó thì chúng ta có thể một là chúng ta nhập có câu lệnh vào đây. Nhập lệnh thì mọi người có thể lấy lệnh từ ChatGPT, đúng không? Khi nãy chúng ta đã có lệnh rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại mình lấy cái câu lệnh số 2 ở đây, cái mục này, được chưa? Chúng ta sẽ copy cái dòng lệnh mọi người đem qua đây, chúng ta sẽ thả vào trong cái phần nội dung ở đây. Rồi trong khu vực này mọi người có thể lựa chọn cái phong cách tạo hình ảnh nào, ví dụ như là kiểu 2 Pro, chúng ta check vào đây, được chưa? Rồi anh chị có thể kéo lên cái chất lượng nè, lên 10. Chúng ta muốn lựa chọn cái hình của chúng ta tỷ lệ như thế nào, mình muốn tạo ra hình chữ nhật thì chúng ta check vào 16 9. Rồi được chưa? Sau đó anh chị sẽ bấm vào cái nút là Generate. Mỗi tấm hình như vậy nó sẽ tốn của chúng ta 5 credit và mỗi ngày nó sẽ cho mọi người 300 credit trong vòng một ngày. Thì tương ứng với lại 300 chúng ta chia cho 5 thì chúng ta được 60 tấm ảnh, tuyệt vời chưa? Rồi anh chị bấm vào chữ là Generate ở đây. À, hoàn toàn miễn phí cho chúng ta, mỗi ngày 60 tấm ảnh, chúng ta còn đòi gì nữa, đúng không? Quá là tuyệt vời, quá là xịn sò. Thì trong khu vực này nó sẽ có kích thước nè, mọi người thấy chưa? Nó vừa có kích thước và nó vừa cho chúng ta ra những cái cách tạo hình ảnh theo từng model khác nhau. Thì chỉ cần mọi người lựa chọn đúng trong cái khu vực này thôi thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đi rất là nhanh. Đây là cái cách thứ nhất để cho giúp cho mọi người vẽ được những tấm ảnh theo ý của chúng ta nha, thiết kế ra những tấm ảnh theo ý của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, mọi người thấy sau khi mà chúng ta đưa hình ảnh vào thì bắt đầu nó sẽ thiết kế ra cho chúng ta từng kiểu như thế này. Thì chúng ta sẽ có bốn option chúng ta được phép lựa chọn ha. Rất là đẹp, rất là xịn sò theo từng phong cách của chúng ta. Nếu anh chị làm phim hoạt hình, nếu anh chị chúng ta làm về những cái chủ đề khác thì chúng ta cũng có thể làm cái cách này, được chưa? Rồi, đây là cái cách thứ nhất ha. Nếu anh chị muốn thiết kế ra một tấm ảnh theo cái phong cách của mình thì mọi người có thể dùng cách nào? Rồi, một trường hợp thứ hai, nếu anh chị đã có một cái tấm ảnh trước đó chúng ta muốn upload lên cái khu vực này, mọi người có thể nhấn vào cái chữ là Reference ở đây và chúng ta sẽ upload cái tấm ảnh lên. Ví dụ như ở đây mình có một cái tấm ảnh về cái nội dung thỏ và rùa đi. Đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái tấm ảnh này để chúng ta tạo một cái kịch bản hình ảnh giống y chang như vậy. Rồi, ok, mình sẽ bấm vào cái chữ là Style. Ok, chúng ta sẽ lựa chọn phong cách ở đây nha mọi người nha. Rồi, sau đó mọi người sẽ bấm vào cái nút là Lưu. À, được chưa? Sau khi mà mọi người bấm nút Lưu thì chúng ta sẽ thấy ở trong khu vực này nè, chúng ta sẽ xóa nội dung đi, chỉ để lại duy nhất một tấm hình thôi và chúng ta bấm vào cái chữ là Generate. Thì mỗi tấm hình như vậy chúng ta tạo nó sẽ mất của chúng ta là 10 credit, tương ứng với lại cái phần này nó sẽ bị trừ xuống từ từ ha. Ảnh mà chúng ta tự nhập lệnh vào nó sẽ chỉ có tốn 5 credit thôi, nhưng ảnh chúng ta dùng hình để chúng ta tạo thì nó sẽ tốn thêm 5 credit nữa. Đấy, thế tuyệt vời cho mọi người. À, rất là đẹp và rất là xịn sò cho chúng ta. Nếu chúng ta là họa sĩ chúng ta vẽ cái này tốc độ cao bằng AI nổi không? Không. À, chúng ta có thể vẽ đẹp hơn hoặc là theo cái ý của mình hơn, nhưng nếu chúng ta
đã biết vẽ rồi mà biết tận dụng AI nữa thì mọi người sẽ tiết kiệm rất nhiều cái thời gian cũng như chi phí. Thì mọi người thấy sau khi chúng ta upload cái hình gốc lên, mọi người thấy nó bắt đầu nó hỗ trợ vẽ lại cho chúng ta một số cái kiểu hình khác tuyệt vời chưa? Mỗi tấm nó sẽ có cái nội dung tương tự và tương đồng như vậy để giúp cho chúng ta có thể tạo ra những cái tấm ảnh tuyệt vời như vậy. Một là mọi người có thể gõ lệnh vào, hai là mọi người sẽ đưa cái tấm ảnh gốc lên để cho nó tạo. Vậy là Thế đã vừa chỉ cho anh chị hai cách, một là chúng ta dùng AI của Remina được chưa, hai là chúng ta dùng của ChatGPT. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chỉ cho anh chị những AI tiếp theo rất là tuyệt vời nữa. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một cái con AI số 3, đó chính là AI về Freebit ha. Anh chị sẽ login một cái tài khoản hoặc là email luôn cho nó nhanh được chưa, và trong khu vực này chúng ta sẽ vào vùng này, nó sẽ cho chúng ta ra một cái ô để chúng ta nhập liệu vào. Anh chị có thể nhờ ChatGPT gợi ý chúng ta những dòng lệnh cũng được. Hãy gợi ý cho tôi một lệnh nhắc nhở để tạo hình ảnh đẹp chất lượng về về cái gì về một cỗ máy công nghệ tiên tiến đấy, đang thu hoạch ví dụ như đang thu hoạch là dưa hấu đây, dưa hấu đây được chưa. Đấy, chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT gợi ý cho chúng ta một cái lệnh như thế này. Nếu anh chị không biết cách chúng ta vẽ lệnh á thì mọi người có thể nhờ ChatGPT gợi ý lệnh nha. ChatGPT rất thông minh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ra khu vực này nè, mọi người sẽ thấy ở đây có cái nút create được chưa? Chúng ta xóa cái lệnh mẫu của nó đi, chúng ta sẽ dán cái lệnh của chúng ta vào đây. Đấy, cái này cũng cho chúng ta tạo miễn phí nha mọi người nha, cho chúng ta tạo miễn phí luôn. Anh chị sẽ chép vào cái vùng này để chúng ta nhập lệnh vào. Ở đây nó sẽ có một cái nút là generate, chúng ta sẽ kích chuột vào bên trong. Rồi, sau đó nó sẽ đi tới cái vùng cho chúng ta lựa chọn nè. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn một cái model được cho anh chị sẽ thấy ở đây có hai ba model chúng ta có thể test qua từng phần. Tiếp theo cái phần quan trọng nhất á, là chúng ta chọn kích thước nè. Chúng ta muốn kích thước là chiều ngang hay là chiều dọc gì đó chúng ta chọn ở đây. Rồi ở đây nó sẽ cho chúng ta tạo ra nè. Mỗi lần nó cho chúng ta tạo ra tối đa là 12 tấm ảnh được chưa? Và anh chị có thể kích vào đây, chúng ta chọn mỗi lần 4 tấm ảnh đi thì mọi người sẽ bấm vào generate. Đây là một trong những AI nó tạo hình ảnh cực kỳ nhanh và sắc nét đúng cái yêu cầu của mình và độ trung thực rất là cao và đặc biệt hoàn toàn miễn phí cho chúng ta nữa. Thì mọi người xem ở đây nè, hình ảnh mình tạo ra về chú rùa và chú thỏ giống như chúng ta đi chụp vậy á mọi người. Về cái cách phối lens ánh sáng này kia nọ rất là khủng khiếp ha. Chúng ta coi thử một cái cỗ máy mà chúng ta đang yêu cầu nó tạo ra nè, mọi người thấy không? Cái độ trung thực rất là cao ha, độ trung thực cực kỳ cao. Revit là một trong những nền tảng trước giờ họ cung cấp giải pháp và nguyên liệu hình ảnh và video mẫu cho chúng ta. Thì ngày hôm nay AI này nó ra đời, nó giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hình ảnh cực kỳ đẹp như thế này. Thì mọi người thấy với cái công nghệ này nó đã giúp cho mọi người tiết kiệm rất nhiều chi phí. Mình hy vọng rằng những cái cách làm của mình chia sẻ cho mọi người sẽ giúp cho anh chị có thêm nhiều cái giải pháp. Mọi người thấy cái con rùa này nó đẹp không? Mình zoom to lên đến mức độ cỡ này mà anh chị thấy không? Từng chi tiết giống như là nó đang đi chụp cho chúng ta ở ngoài đời và nó ghép lên vậy á. Rồi, đó chính là ba AI tuyệt vời nhất. Bây giờ mình sẽ bonus thêm cho mọi người những AI tuyệt vời tiếp theo, đó chính là AI có tên là photo.com được chưa? Ở trong vùng này thì mọi người cũng tạo giúp mình một cái tài khoản thôi. Ở đây nó sẽ có một cái mục là AI Image Generator, chúng ta kích chuột vào bên trong chúng ta sẽ thấy một cái nút là Generate. Tại sao mình lại chỉ cho mọi người nhiều như vậy? Chúng ta học nhiều nó không bao giờ lỗ đâu mọi người, để chúng ta có cái giải pháp thay thế. Nhỡ đâu mà cái server A, cái trang web này nó bị lỗi thì chúng ta còn có những cái trang khác để chúng ta thay thế. Ví dụ như sau này những cái trang này nó tính phí thì còn những cái trang khác hỗ trợ cho chúng ta. Thì anh chị nào mà chúng ta có chi phí thì không nói rồi. Nhưng những cái người mà mới bắt đầu tìm kiếm những cái thông tin và cái cách làm ở trên Internet thì 100 đô la hoặc là 50 đô la để chúng ta mua thì chúng ta sẽ rất là khó khăn đúng không? Nên do đó cần tìm những cái giải pháp như thế này. Thì để làm ra được những cái video như thế này, mình đã test rất nhiều mẫu AI và mình đã dùng rất là nhiều, và sau đó mình tóm tắt là những AI nào hiệu quả nhất. Nếu anh chị nào xem video tới cái đoạn này, thấy video của mình muốn tiếp tục cập nhật những cái kiến thức hay thì mọi người chỉ cần bấm vào nút đăng ký chuông và like, share để làm một lời bình luận tích cực. Như vậy là anh chị đã giúp đỡ rất là nhiều cho cái việc là mình có thêm tinh thần để tiếp tục chia sẻ cho mọi người nhiều kiến thức hay và hấp dẫn nữa. Ok, bây giờ chúng ta quay lại trong cái khu vực này thì cũng tương tự giống như vậy nha mọi người nha. Mọi người có thể yêu cầu ChatGPT hỗ trợ cho chúng ta những cái lệnh như thế này. Thì những cái lệnh như thế này mình sẽ cố gắng đưa hết vào trong cái phần mô tả của YouTube luôn, để tránh trường hợp mà anh chị sẽ bị vướng ha. Ví dụ bây giờ anh chị muốn tạo lệnh gì đó thì yêu cầu nè, gợi ý cho tôi một lệnh nhắc nhở tạo hình ảnh đẹp chất lượng về cái gì. Chúng ta chỉ cần thay lại cái chỗ này thôi đúng không? Thay lại ví dụ như mình muốn làm về yoga, tập yoga đi đúng không? Thì chúng ta sẽ thay là
À, một cô gái hoặc là làm về Phật giáo đi, tôn giáo đó. Ví dụ như Phật đang ngồi thiền, Phật đang ngồi thiền trong khu rừng tĩnh tâm. Được chưa? Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Đấy, rồi chúng ta gửi enter đây thì nếu chúng ta không giỏi làm lệnh như thế này đúng không? Thì sao mà chúng ta giỏi bằng AI được? AI nó tạo ra nhanh như thế này nè mọi người, thấy không? Tốc độ cao đúng không? Thì cố gắng nếu chúng ta đã giỏi rồi dùng AI chúng ta giỏi hơn. Còn nếu chúng ta chưa giỏi chúng ta dùng AI thì chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái lệnh này chúng ta gõ vào đây được chưa? Đó. Đến đây thì anh chị cũng làm tương tự, chúng ta chọn kiểu hình ảnh và kích thước nào. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn 9 16 đi. Bây giờ mình muốn làm hình ảnh đứng đúng không? Mình sẽ tăng lên là 4 tấm hình được chưa? Chúng ta sẽ bấm vào cái nút là Generate ở đây. Chúng ta sẽ coi công nghệ AI nó có thể giúp gì cho chúng ta và kết quả nó ra sẽ như thế nào. Cực kỳ hấp dẫn và tuyệt vời đúng không? Thì với cách làm như thế này thì mình tin chắc rằng nó sẽ giúp cho rất nhiều anh chị trên cái hành trình chúng ta tìm kiếm những thông tin trên Internet, xây dựng video hoặc là làm nguyên liệu. Mọi người thấy đẹp không? Phật đang ngồi thiền trong một cái khu rừng gì đó. Rất là đẹp và rất là xịn sò. Được chưa? Quá là đẳng cấp, rõ ràng chưa? Rất là hay và tiết kiệm chi phí không? Có phải là lúc giờ anh chị đang dùng một trong những cái cách cũ đúng không? Thì ngày hôm nay anh chị cập nhật thêm 4 5 cách mới của mình thì quá là tuyệt vời chưa? Mình đang chỉ cho mọi người những cái cách làm mà nó thật sự là nó tận dụng những cái gì có sẵn và miễn phí. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục bonus thêm cho mọi người một cái con AI cuối cùng, nó có tên là askguru.ai. Đường link mình có để dưới phần mô tả, anh chị chỉ cần kích vào, chúng ta sẽ bấm vào cái nút là sign in ở đây, đăng nhập với lại Gmail luôn cho nó nhanh, được chưa? Cái cách sử dụng mình đã chỉ cho mọi người rất là chi tiết rồi, anh chị nào mà chúng ta học thì chúng ta làm theo là ok. Rồi đến đây thì mọi người sẽ thấy nè, nó sẽ có rất là nhiều phong cách. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tạo về cái chủ đề hoạt hình đúng không? Mọi người sẽ chọn kích thước ở đây, được chưa? Kích thước vuông, kích thước hình chữ nhật hoặc là kích thước gì đó thì chúng ta sẽ click vào trong cái vùng này. Rồi chúng ta sẽ thấy ở đây nè, nó sẽ có một cái nơi để giúp cho chúng ta nhập liệu thông tin vào. Đây, bây giờ mình muốn vẽ một cái nhân vật đúng không? Thì mọi người sẽ qua bên ChatGPT yêu cầu nó là gợi ý cho tôi một cái lệnh nhắc nhở. Cái đoạn này là chúng ta dùng lại đúng không? Đẹp, chất lượng. Về cái gì? Về một con trâu đi, về một con trâu đang ăn cỏ, một con trâu đang ăn cỏ ở ngoài ngoài cánh đồng, ở ngoài cánh đồng đẹp. Để gợi ý chúng ta một cái lệnh thì nó sẽ viết cho chúng ta một cái lệnh như thế này, được chưa? Mình ghi sai chính tả mà nó còn hiểu luôn, thế mọi người đó. Mình có để cho mọi người cái lệnh nhắc nhở này nha. Đấy, anh chị copy hết tất tần tật những cái gì mà mình gợi ý trong này đó, thấy chưa? Rất là đầy đủ và chi tiết. Sau đó nó sẽ cho chúng ta ra một lệnh như thế này nè, chúng ta chỉ cần copy cái lệnh này đúng không? Chúng ta đem qua bên khu vực này, chúng ta dán lệnh vào đây. Tuyệt vời chưa? Anh chị muốn tạo 4 hình đúng không? Kích vào số 4. Rồi, chọn kích thước chiều ngang và chọn cái phong cách là Cast Tool, có nghĩa là hoạt hình. Được chưa? Chúng ta sẽ bấm vào gửi cái lệnh này đi thì mọi người sẽ xem tạo ra 4 hình trong vòng thời gian rất là nhanh, tiết kiệm rất nhiều chi phí và tiền bạc của chúng ta trong cái cách làm như thế này. Thì mình hy vọng rằng nó sẽ giúp cho rất nhiều anh chị thì bây giờ chúng ta xem cái kết quả nó tạo ra như thế nào nha. Rồi ngay lập tức nó sẽ tạo ra chúng ta những cái tấm ảnh về chuyên về Castool, có nghĩa là hoạt hình về cái tranh sơn dầu vậy ha mọi người, rất là đẹp ở trong khu vực này chúng ta. Và tùy vào nhu cầu của từng loại hình ảnh mà chúng ta đã có ra được những cái cách thức rất là tuyệt vời. Thì như vậy, thế đó vừa chia sẻ cho anh chị cách chúng ta dùng prompt vẽ ảnh từ ChatGPT cho tới cái phần là Remina và AI Cribbit với lại AI Photo với lại một AI nữa chính là deepai.com và một cái AI tuyệt vời nữa đó chính là Akuru. Thì như vậy, thế đó chia sẻ cho anh chị 6 con AI rất là xịn sò và mình hy vọng rằng chỉ cần anh chị ứng dụng một trong hai con thôi là chúng ta đã có được cái giải pháp thiết kế hình ảnh cho chúng ta rồi. Nó sẽ giúp cho anh chị tiết kiệm nhiều chi phí cũng như thời gian trong cái việc chúng ta tạo dựng ra những cái content chia sẻ trên Internet. Với cách làm như thế này thì anh chị có thể biến thành video hoạt hình, có thể biến thành video bán hàng, thành những cái video rất là tuyệt vời để chia sẻ lên cho nền tảng YouTube, TikTok để chúng ta xây dựng thêm những cái nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba từ Internet. Chúc anh chị thành công và sức khỏe hơn trong cuộc sống. Nếu anh chị nào yêu thích cái video này thì hãy đừng quên bấm vào nút like và nút chuông để cập nhật tất cả những cái video mà mình chia sẻ thường xuyên trên kênh mỗi ngày nhé.
Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Anh chị nào yêu thích cái cách kiếm tiền với lại YouTube với cái những cái công nghệ AI ngày hôm nay có thể ngồi ở nhà chúng ta có thể tự làm được, thì mình có một cái khóa học để giúp cho anh chị thực hiện được việc đó. Khóa học của mình chi tiết 4 ngày sẽ chỉ cho anh chị từng bước một và 36 video đã quay cắt ghép dựng dàn dựng sẵn và mình cập nhật liên tục lên cho mọi người. Thì chỉ cần anh chị làm theo và có đội nhóm hỗ trợ cho chúng ta để giúp cho chúng ta có thể học tập và phát triển được một nguồn thu nhập thứ hai trên Internet. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Nếu anh chị muốn tìm hiểu chi tiết hơn, click vào đường link phía dưới mô tả để chúng ta tiện tìm hiểu nhé. Chúc anh chị sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn.